Alo, dạ em xin mến chào quý gia đình thân thương của em nha. Chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube Ngọc Family Channel. Và buổi tối ngày hôm nay em mến chúc cho đại gia đình của mình một ngày thật là nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe. Và đặc biệt là có những giây phút thú vị khi xem clip kể chuyện của em ngày hôm nay. Ngày hôm nay em có một cái tiết mục, một cái câu chuyện khá là đặc sắc muốn gửi đến cho đại gia đình của mình. Bởi vì cái tiêu đề của nó quá hay luôn. Cái ấy của quý toàn là gân với gân là đúng hay là sai? Thì có ba cô gái trong câu chuyện này đang tranh cãi với nhau về cái điều gì mà ta nói họ tranh cãi từ sáng đến chiều mà vẫn không có hồi kết luôn, và cái kết ra làm sao thì là đúng hay sai. Mời mọi người cùng đón và xem và lắng nghe cái câu chuyện của em nha. Câu chuyện này vô cùng đặc sắc hơn tất cả những câu chuyện mà em đã kể luôn, em bảo đảm với mọi người luôn. Thì có một cái cô gái xinh đẹp này, cổ vừa mới lấy chồng, cổ nổi tiếng là xinh đẹp giống như hoa khôi vậy đó, đẹp nhất cái làng đó luôn. Thì cổ mới vừa lấy chồng thì đàn bà phụ nữ mà hay có cái tật ra đường, cái gà gặp một người con gái khác, một người phụ nữ giống mình là hai người súm lại nói chuyện là thành cái chợ liền đó. Thì bắt đầu là cái cô này cổ mới ra ra đường, cổ gặp cái cô gái kia. Cái cô này thì cổ không có đẹp lắm, cổ chỉ nhan sắc cổ tầm trung bình thôi đó, giống như em là nhan sắc tầm trung bình nè, còn cô kia đẹp hơn em đó. Thì cái cô mà lấy chồng rồi mà đẹp đẹp á thì cổ mới nói với chị ơi, em sau khi lấy chồng thì em phát hiện ra một cái sự thật vô cùng động trời, chị biết là cái gì không? Thì cái chị gái kia chị nghe thì chị cũng tò mò, chị muốn biết ủa là chuyện gì vậy, chị nói thẳng thì tôi nghe thử coi, tôi coi chị nói gì vậy, trời ơi cái chuyện động trời gì mà dữ thần vậy. Thì chị mới nói trời ơi chị biết không, trời ơi em phát hiện ra cái ấy của chồng em á, tao nói nó toàn là thịt với thịt đó, toàn là thịt với thịt không à. Thì bắt đầu là cái bà mà nhan sắc trung bình nè, bà mới phản kháng liền, bà nói trời ơi chị nói gì vậy, tao nói tôi lấy chồng cả năm trời nè, trời ơi tôi là tôi rành mấy cái này lắm, chị nói gì mà toàn là thịt với thịt. Chị nói sai rồi, tôi phát hiện ra cái ấy, cái củ quý của chồng tôi là toàn là gân với gân đó, toàn là gân với gân không mà không phải thịt với thịt đâu. Thì bắt đầu là cái hai cái bà này đang cãi nhau rông trời lỡ đất luôn, nói không phải tôi là tôi thấy là thịt với thịt, còn chị đi thì nó chỉ khẳng định là gân với gân. Bắt đầu là xuất hiện một cái bà thứ ba, bà chui vô, bà bắt đầu bà cũng nhiều chuyện, bà muốn biết coi hai bà này đang nói cái gì, bắt đầu nghe nói cái gì mà gân gân thịt với thịt. Thì bắt đầu cái bà này bà phản kháng liền, bà nói hai chị nói sai hoàn toàn, tôi đây này tôi lấy chồng 5 năm nay tôi biết rành cái này lắm, tôi phát hiện tôi thấy cái chuyện này là chị này sai mà chị kia cũng sai. Ủa vậy chứ vậy chứ cái bà cầu cái chị mà đẹp chị mới nói chứ ủa vậy chứ chị thấy làm sao, rồi chị phát hiện ra của chồng chị làm sao mà chị nói tôi sai, trời ơi tôi là tôi thấy đúng sự thật cái tôi đâu có nói sai sự thật đâu. Bắt đầu cái bà kia bởi cái bà thứ ba bà xen vô, bà mới nói trời ơi chị ơi em thấy rằng trời ơi cái y của chồng em, cái của nợ, cái của quy của chồng em toàn là xương với xương. Thì bắt đầu là xương với xương, tao nói cãi gì không? Tao nói ba bà cũng tiếp tục cãi rồi không biết ai đúng ai sai, cãi hoài riết hai bà bắt đầu nhất định nhau là bây giờ tôi với ba bà phải đi lên quan để mà thưa với quan cái chuyện này xem thử là ai đúng ai sai, chứ bây giờ là không có hồi kết luôn. Bắt đầu là ba bà này quyết tâm với nhau là đi lên quan để mà thưa kiện cái vụ này xem là quan phân xử coi là gân hay là thịt hay là xương, coi ai đúng ai sai. Thì bắt đầu là ba bà mới lên đánh trống kêu quan tung 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 tung. Thì bắt đầu cái thằng lính nó nghe cái nó nghe ai đánh trống, cái nó nhìn ra thấy ba cô gái xinh đẹp, trời nó chạy vô nó báo quan. Gặp cái ông quan này cũng thuộc dạng là thứ dữ, nó ổng có đầu là lính, nó chạy vô nó nói dạ bẩm quan. Ông quan đang ngủ, nó trời ơi mày làm cái gì mà mày hấp tấp vậy, ai ai giờ này tao đang ngủ mà ai đánh trống kêu quan vậy. Dạ dạ bẩm quan có ba cô gái xinh đẹp muốn 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 kiện cáo cái điều gì con cũng không biết nữa ạ. Cho nên là nửa đêm nửa hôm mà đánh trống kêu quan như vậy đó. Thì bắt đầu là ông quan nó ông nghe nó có gái xinh đẹp, thì bắt đầu ông này ông quan chưa chưa có vợ nữa, nghe nói gái xinh đẹp mà mở tòa xét xử liền cho tôi cho tao. Rồi bắt đầu là này cô bắt đầu cái phiên tòa mở ra nửa đêm khuya vậy đó. Thì bắt đầu cái ông quan ông mới hỏi này ba cô em nửa đêm nửa hôm ba cô em đến để mà kiện cáo cái chuyện chi.
Thì bắt đầu cái ba cô gái này mới, một cô mới cử ra nói: dạ thưa quan, tụi con rất là bức xúc một cái chuyện này mà không biết rằng là cái kết ra làm sao, đáp án là đúng hay sai nữa. Con bẩm quan, quan xin quan là người coi như là có trí hơn người, quan có thể xét cho con từ vụ án này coi, chứ bây giờ là người nào cũng nói là người ta đúng hết, nhưng mà con nói là người ta là sai mà người ta không có chịu. Và bắt đầu ông quan nói: rồi bây giờ ngươi hãy nói từ từ đi. Cô nói từ từ từng cô một coi. Là bắt đầu có một cái cô gái xinh đẹp, cổ nhanh trí, cổ mới nói là: bây giờ để con thưa với quan là con lấy chồng. Ta nói mới lấy chồng thì con mới phát hiện ra cái củ quý của chồng con. Ta nói toàn là thịt với thịt. Còn con, cái cô gái kia thì nói: con thì phát hiện chồng của con thì toàn là gân với gân. Còn con thưa quan, con phát hiện ra toàn là xương với xương. Vậy thưa quan, đứa nào nói đúng, đứa nào nói sai? Nó chỉ cái chuyện có vậy thôi mà từ sáng giờ tao nói cãi lộn từ sáng giờ, không ăn không uống gì trơn trọi. Tao nói rảnh dễ sợ luôn. Thì bắt đầu ông quan ông mới nói: thôi được rồi, ta hiểu ba cô gái này muốn kiện cái gì rồi. Trời ơi, cái chuyện đó dễ ẹt à. Tại vì cái chuyện này nằm trong tầm tay của ta nè. Ta rành cái này lắm. Tại vì ta cũng có nhân chứng vật chứng mà. Bắt đầu là ông quan ông mới nói: thôi được rồi, để tôi xử ha, từng lượt từng cô một để tôi xem coi cái cô thứ nhất này nói toàn là thịt với thịt thì coi đúng không nha. Thì ổng mới cầm cái quả ổng lên, cái ổng nhìn, ổng mới nói: ờ đúng rồi, toàn là thịt với thịt không, cô này nói đúng. Cái cô gái số 2 nói: toàn là gân với gân. Thì ổng mới nhìn lên, ổng mới nói: trời đất ơi, đúng rồi, đứng gần người đẹp thì toàn là gân với gân thế này, cô em này nói cũng chính xác luôn. Đến cô em thứ 3, toàn là xương với xương. Ông nhìn vào ông nói: trời ơi rồi ơi, toàn là xương với xương. Em nào nói cũng đúng hết, không có ai sai hết. Bởi vì tùy theo trường hợp, tùy theo hoàn cảnh mà nó sẽ giống nhau hay khác nhau mà thôi. Nhưng mà ba cô em này, nếu như mà muốn biết cái điều mà ta nói có đúng hay là sai, thì ba cô em này có thể là tối nay ở lại nhà ta một đêm nay và lần lượt từng em một vào để thử xem là quan nói có đúng hay là sai nhá. Thôi, ông quan này ông muốn từng em một vào để mà thử xem có đúng hay là sai nhá. Tại vì ba cô em này cũng ngơ ngơ ngáo không biết là trời ơi đúng hay sai đó, mà các ông quan ổng xử cái gì mà con này thì gân với gân, thịt với thịt, xương với xương, ta nói đứa nào cũng đúng hết trơn trời. Gặp cái ông quan này thứ thiệt nữa. Thì mà mọi người đón xem những clip mới của em nữa, hay, rất là hay và thú vị. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem cái clip, cái chuyện của em ngày hôm nay. Đó thì đây là cái câu chuyện mà em nghĩ rằng nó hay và nó bá đạo. Nó có một cái nội dung khá là hài hước. Tao nói đang kể chuyện của con ruồi nó bay bay, nó bay vòng 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 vòng. Thì em cũng cố gắng lúc nào cũng sưu tầm những cái mẫu chuyện vui để gửi đến cho đại gia đình của mình. Rất mong mọi người sẽ luôn luôn yêu thương và ủng hộ cho em nha. Và nếu như mà anh chàng nào hoặc là bạn nào quên like đăng ký kênh thì nhớ like đăng ký kênh, share video ủng hộ giùm cho em có thêm nguồn động lực để làm những clip mới nha. Em xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo nha. Xin chào.